bác, em đang ghép cho các bác một bộ cộng mợ đàn ông và JBL. Con đàn ông này thì nó khá là gấu. Và em đã ghép với con JBL sở hữu bát 30 các bác nhé. Vừa rồi em quay đấy, dòng 5120, bát 30. JBL và đàn ông thì luôn luôn là một bộ phối ghép điển hình nhiều anh em thích. Hai con đàn ông em đang giới thiệu các bác, con đang cắm để chạy với cặp loa này thì là đàn ông 2000 Mark 2. 2000 Mark 2, con ở dưới là 2000 Mark 3. Đấy. Hai con này thì đẹp không có chỗ gì để phàn nàn nha các bác nhé. Hai con này trực tiếp em xách tay về cho các bác. Hai con này xách tay về luôn nhé, bởi vì hàng nó rất là đẹp và tiện thì âm ly thì mình xách được về. Đẹp không có chỗ chê luôn các bác nhé. Nó là hàng bãi, hàng nội địa, dân người ta vứt đi các bác. Em xin được ở bên Nhật, em mang về đây bán đều trên 10 triệu hết. Đấy. Anh em nào mà có điều kiện sang Nhật nhá, thì cố gắng tìm đến những cái địa chỉ mà nơi người ta vứt rác ấy. Đấy. Chịu khó tìm địa chỉ, nó hơi xa trung tâm một tí, nhưng các bác tìm đến là các bác sẽ nhặt những con âm ly đẹp xuất sắc như thế này. Bởi vì người Nhật người ta vứt nhưng mà người ta không phải cầm người ta quăng đánh duềnh cái đâu. Mà người Nhật người ta, ví dụ người ta vứt nhưng người ta đóng thùng xốp trước đòi hoàng cho mình, xong người ta đặt nhẹ nhàng xuống bãi rác. Đấy, người ta trồng rất là tử tế. Đấy, cho nên nó được giữ đặc đẹp này nha các bác nhá. Tại sao mà em xách mỗi hai con này về, bởi vì thứ nhất là về cái quy định của hàng không rồi quy định của hải quan thì mình chỉ xách tay được hai con này thôi. Nhân chuyến đi xách hai con này về để gọi là lấy chi phí để trả tiền vé máy bay các bạn, cho nó đỡ chi phí. Hai con đẹp xuất sắc nha các bác nhá. Đấy, các bác nào mà muốn sang Nhật mà nhặt cái đồ này thì có thể để lại comment, em sẽ chỉ cho cái địa chỉ bãi rác. Em không nhớ tiếng Nhật đâu, nhưng mà em sẽ chỉ cho. Đây, để em quay luôn đằng sau cho các bác ngắm nhá. Em nói thật đấy, không chèn gió đâu. Anh em nào có điều kiện sang Nhật thì sang đấy nhặt được những cái đồ này rất là hay. Mang về chơi chán bán vẫn còn một mớ thừa cơ. Made in Japan các bác nhá. Điện 100V này. Đấy. Đây, đường vào đây. Đây các bác nhìn cái con này, người ta cẩn thận đến mức độ là người ta vứt đi rồi mà những cái rắc bảo vệ đây người ta vẫn còn giữ lại cho mình. Đấy, phải nói ý thức tuyệt vời chưa. À, mình đây là cái tem của Nhật đây các bác này. Đấy. Anh em nào biết tiếng Nhật thì có thể đọc nhá. Thì mình dùng những cái đồ của Nhật thì ngoài cái yếu tố là mình thích những cái sản phẩm họ làm, nhưng một phần nữa là mình thích cái văn hóa, rồi mình thích cái lối sống của người Nhật. Và anh em nào mà ở bên Nhật thì sẽ thấy là cái môi trường bên đây nó như thế nào. Và xem có đúng không là đồ này người ta vứt đi, chắc chắn là có vứt đi đấy. Bây giờ trên kênh YouTube rất là nhiều kênh làm về mấy cái món này rồi, mấy cái món mà gọi nhặt rác nhặt riếc ấy. Đấy, thì anh em có thể trực tiếp liên hệ với những cái chủ của những cái kênh đấy, người ta sẽ chia sẻ bí quyết kỹ hơn. Bây giờ mời các bác nghe tiếp nha, xem cái bộ này đấy, em nhặt về như thế thì nó có hợp lý không. Sẽ báo cho các bác chi tiết ở cái tiêu đề nhá. Bây giờ mời các bác nghe tiếp. Cặp này bát 30 nhá, rất là đẹp nhá, 5120 chung này. Bề ngang rất là to, bề ngang khoảng 2 găng tay. Con này công suất 250W, điện 100V, hàng made in Japan. Mời các bác xem lại góc cạnh nhá. Và dòng 2000 này, để em chuột nhỏ một chút để em nói luôn. Dòng 2000 này, tất cả dòng 2000, 2000 trơn, Mark 2, Mark 3, Mark 4, nó có một cái đặc biệt. Nó có một đặc điểm là nó rất là sâu mình nhá các bác nhá. Nếu anh em nào mà xác định mà đút vào kệ thì lưu ý giúp em kích thước. Đây, ví dụ chiều sâu của những dòng âm ly khác nó chỉ khoảng 30 thôi. Nhưng mà cái ông mãnh 2000 này ông phải dài sâu phải hơn 40. Các bác nhìn đấy, em đo hai găng tay này. Nó vẫn còn dư cơ. Đấy, các bác thấy không? Nó vừa to, vừa nặng, vừa dày. Kê cái rất là củ chuối. Đấy, nó chạy hai biến thế nguồn độc lập. Tuy nhiên thì nó được cái là rành những dòng JBL này. Hoặc là anh em nào trước đây lấy những cái dòng Jamo 707 của em ấy thì lưu ý giúp em những cái dòng 2000 Mark 2, Mark 3, Mark 4, 2000 trơn, hoặc những cặp Pioneer V50S đánh những bọn này kết hợp vàng hát rất hay luôn.
Đấy, bây giờ mời các bác nghe thêm nhá. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở sớm đàn. Sơ qua như vậy anh em thẩm âm một cái bộ dàn có giá ngoài 20 triệu, tí nữa sẽ có giá trên tiêu đề cho các bác. Đấy, hai con âm ly em xách tay trực tiếp nhé, nhặt ở bên bãi rác của Nhật. Đấy, chắc chắn đã nói như vậy thì rất là nhiều anh em sẽ comment bảo là sao không nhặt nhiều vào, sao một lần không xách chục con vào. Thì thực sự em thì còn tham hơn các bác ấy. Em muốn xách cả 20 con nhưng mà 10 con. Nhưng mà vấn đề là thứ nhất là về cân nặng của hành lý sách máy bay này, rồi vấn đề thủ tục hải quan này, cho nên sách được mỗi 2 con, cố lắm mới được 2 con, đáng ra là được 1.5 con thôi, nhưng mà mình đút lót thêm tí nên là được thành 2 con. Đấy, do đó thì 2 con em sách về thì nó đẹp long lanh rồi, bởi vì tay em sách về mà em chọn em sách về, bởi vì con này em không muốn gửi, bởi vì gửi sợ nó xước, em thì hơi kỹ tính, gửi mà nó xước sát cái là về bắt đền cũng không bắt đền rất là tiếc. Đấy, 2 con này. Và chuyến sau nữa thì có rất là nhiều cái thì mình đi mình nhặt hàng. Anh em nào mà muốn em nhặt cái gì về thì có thể để lại comment nhé. Thích cái gì thì bảo em nhặt. Ở bãi rác có em sẽ nhặt về cho các bác và em bán. Nhặt, em nhặt bên đấy thì free về để em bán, để em kiếm lời. Chủ yếu là trả tiền vé máy bay. Rồi, hy vọng anh em xem clip này thì nhớ like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube. Và quan trọng là cố gắng mua nhanh cho em con này để em có trả tiền vé máy bay. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.